Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Trí tuệ Lê Thanh Vân Ngày 21 tháng 11, tiến sĩ Nguyễn Ngọc Chu viết trên trang Facebook cá nhân của mình Nhớ đại biểu quốc hội Lê Thanh Vân Hình ảnh status của tiến sĩ Nguyễn Ngọc Chu Thời báo chấm giới thiệu bài viết này đến quý khán thính giả nội dung như sau Trong số các đại biểu quốc hội các khóa 13, 14, 15 Có lẽ đại biểu quốc hội Lê Thanh Vân là một trong những người đóng góp được nhiều ý kiến hữu ích không thể liệt kê hết nhưng bên tai vẫn còn văn vẳng lời phát biểu của ông tại các kỳ họp của quốc hội ông là người đã kiến nghị hoãn xem xét thông qua luật đặc khu để xin ý kiến nhân dân kiến nghị giám sát tối cao với vụ án hồ duy hải đề nghị chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội nguyễn đức trung đối thoại với nhân dân xã đồng tâm đề nghị luật hóa vai trò của ủy ban kiểm tra trung ương kiến nghị thành lập hội đồng lập pháp đề xuất thi tuyển thứ trưởng chất vấn vụ mobifone mua avg đề cao chất vấn trực tiếp đề xuất chính phủ khởi xướng văn hóa từ chức kiến nghị về tổ chức bộ máy và công tác cán bộ kiến nghị ban hành luật trọng dụng nhân tài và còn nhiều đóng góp tích cực khác nữa theo gia phả dòng họ lê thành vân là hậu duệ của khai quốc công thần đại đô đốc lê lâm con của trung túc vương lê lai cùng với lê lợi dựng cờ khởi nghĩa kháng chiến chống giặc minh trong phép trị quốc điều thông minh nhất là biết thua dân điều khó nhất cũng là biết chịu thua dân khi khó khăn nhất lúc phức tạp nhất là lúc cần phải hỏi ý kiến của toàn dân trí tuệ của toàn dân sẽ đưa ra được giải pháp thông minh nhất nhưng ý kiến của toàn dân cũng là điều sợ nhất với người cầm quyền vì muốn áp đặt ý chí và kéo dài quyền lực nên né tránh ý kiến của toàn dân dứt khoát không chịu thua dân chỉ bật cái thế mới biết chịu thua dân đại biểu quốc hội lê thanh vân có lần đã đề cập lãnh đạo thì phải âm tài đến đông đông lặng tới đoài đoài yên nếu cần phải chịu thua dân thì nên thua và chỉ có bậc đại trượng phu mới làm được điều đó trung ngôn nghịch nhĩ thuốc đắng giả tật sự thật mất lòng những ngày này khi quốc hội họp thảo luận vấn đề mang tính quốc kế dân sinh như đường sắt tốc độ cao bắc nam thì lại nhớ đến đại biểu quốc hội lê thanh vân có lần ông đã tâm sự làm người mà thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không lên án thì cuộc sống ấy khác nào tồn tại. Nói ra lời ngay để mô tả đúng thực trạng là điều cần thiết. Một đại biểu quốc hội mà không dám nói lên tiếng nói của dân thì hổ thẹn lắm. Được biết, ông Lê Thành Vân sinh năm 1964 bị bắt giữ vào ngày 10 tháng 7, nhưng chính quyền không công bố lý do bắt giữ ông lê thanh vân là một trong những người đưa ra ý tưởng chất vấn trực tiếp để làm rạch ròi từng vấn đề và trách nhiệm của các bên tại mỗi kỳ họp quốc hội ông cũng nổi tiếng với những câu chất vấn đanh thép tại nghị trường một số phát ngôn nổi tiếng của ông như khởi xướng văn hóa từ chức để những ai thấy mình tài hẹn đức mọn tự nguyện nhường chỗ cho bậc hiền tài không phải cứ luân chuyển là lên chức quy trình công vì lòng không thẳng có những cán bộ chủ chốt nhưng phát ngôn kỳ quặc, phải có chế tài nghiêm khắc trừng trị người làm quyền trong bổ nhiệm cán bộ, không đánh đổi chủ quyền để lấy sự phát triển kinh tế. Một nền giáo dục lấy hướng thiện làm gốc rễ, lấy lợi ích dân tộc làm nền tảng, lấy khai phóng tư duy làm phương pháp sẽ tạo ra những cá nhân biết tự trọng, biết liêm sĩ, biết tự hào bảo vệ và phát huy các giá trị ngàn đời của dân tộc. Đó là sứ mệnh truyền đạo làm người là sức mạnh của giáo dục quốc dân. Vì lẽ đó, từ xưa đến nay, đạo trị quốc luôn lấy giáo dục làm đầu, coi nhân tài làm gốc. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm d với bản tin trí tuệ Lê Thành Vân. Campuchia khó khăn với dự án kênh đạo Funanteco vì thiếu vốn từ Trung Quốc. Ngày 21 tháng 11, VOA Tiếng Việt đưa tin dự án kênh đạo Funanteco của Campuchia gặp khó khăn vì Trung Quốc không cam kết vốn. Theo đó, VOA nhắc lại, tại một buổi lễ hồi tháng 8, Thủ tướng Campuchia Hun Manet đã quỳ xuống để được các nhà sư ban phước trong lúc pháo hoa và bóng bay báo hiệu việc động thổ cho con kênh mà ông hy vọng sẽ thay đổi vận mệnh kinh tế của đất nước. Hình ảnh bài trên VOA Phát biểu trước hàng trăm người vẫy quốc kỳ Campuchia, ông Hun Manet cho biết Trung Quốc sẽ góp 49% ngân quỹ xây dựng kênh đào Funakake, kết nối sông Mekong với vịnh Thái Lan và giảm sự phụ thuộc của Campuchia vào Việt Nam trong vận chuyển hàng hóa. VOA cho hay, chính phủ Campuchia ước tính dự án cơ sở hạ tầng chiến lược nhưng gây tranh cãi này sẽ tiêu tốn 1,7 tỷ đô la Mỹ, tức là gần 4% tổng sản phẩm quốc nội hàng năm của Campuchia nhưng nhiều tháng sau, số tiền đóng góp của Trung Quốc vẫn bị nghi ngờ. VOA trước hãng tin quốc tế cho hay, Bộ Ngoại giao Trung Quốc trong email phản hồi khi được hỏi về kênh đào này nói rằng hỗ trợ Campuchia thăm dò xây dựng các dự án thủy lợi toàn diện theo các nguyên tắc thị trường là tập quán kinh doanh bình thường của các công ty Trung Quốc. Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã không trả lời câu hỏi thẳng về khoản tài trợ, nhưng nói rằng hai nước là bạn bè kiên định phát biểu này vốn cũng được chính ông Hulmanet nhấn mạnh hồi cuối tháng 10. VOA nhận định việc Trung Quốc thiếu cam kết rõ ràng có thể tạo ra nguy cơ cho toàn bộ kế hoạch do sự không chắc chắn về chi phí của dự án tác động đến môi trường và tính khả thi về tài chính. Các chuyên gia, các quan chức và nhà ngoại giao nói. Nó cũng cho thấy Bắc Kinh đang giảm mạnh các khoản đầu tư ở nước ngoài khi họ gặp khó khăn về kinh tế ở trong nước ngay cả ở các quốc gia mà họ coi là đối tác chiến lược, chẳng hạn như Campuchia. Vì vậy nhắc lại, từng là một ví dụ điển hình trong việc xây dựng đất nước do phương Tây hậu thuẫn sau cuộc nội chiến kéo dài dẫn tới sự sụp đổ của chế độ Khmer Đỏ. Campuchia trong thời gian gần đây đã được đông đảo các nhà ngoại giao và chuyên gia chính sách đối ngoại coi là một nước chư hầu của Trung Quốc do Bắc Kinh chiếm hơn 1 phần 3 tổng nợ công của Campuchia. Hình ảnh Thủ tướng Campuchia Hun Manet phát biểu trong lễ khởi công kênh đào Funan hôm 5 tháng 8. Tuy nhiên, đầu tư của Trung Quốc vào quốc gia Đông Nam Á này hiện đang lao dốc sau một loạt các dự án cơ sở hạ tầng không thành công. Trong bối cảnh có lo ngại về các băng đảng tội phạm nhắm vào công dân Trung Quốc và số lượng du khách giảm bớt. Theo VOA, trong những tháng sau khi chính phủ Campuchia ký thỏa thuận đầu tư khung, vào tháng 10 năm 2023 với tập đoàn cầu đường Trung Quốc CRBC, một công ty xây dựng nhà nước, các quan chức Campuchia đã công khai về sự tham gia của Trung Quốc về tài chính. Tuy nhiên, văn bản của thỏa thuận không được công khai. Tại buổi lễ khởi công hồi tháng 8, Thủ tướng Hun Manet đã cho biết cổ phần của CRBC trong dự án ở mức 49%, phần còn lại do các công ty Campuchia trang trải. Cùng ngày, thân phụ của ông cũng là nhà lãnh đạo Campuchia hàng chục năm, cựu Thủ tướng Hun Sen đã lên Facebook kêu gọi Nhật Bản đầu tư vào kênh đào. vậy, dẫn lời một người trực tiếp tham gia vào kế hoạch đầu tư, nói với hãng tin quốc tế hồi đầu tháng 11 rằng vào lúc đó dự án không có vốn đầu tư của Trung Quốc, xác nhận thông tin của một quan chức Campuchia khác. Một nguồn tin từ một trong những nhà đầu tư Campuchia cho biết sẽ không có gì ngạc nhiên nếu Trung Quốc không đầu tư vào kênh đào một quan chức thứ tư được báo cáo về dự án này cho biết hồi đầu năm nay Trung Quốc đã chỉ trích riêng tư các quan chức Campuchia vì đã loan báo việc Trung Quốc tài trợ cho dự án chưa được chốt. Vẫn theo VOA, hơn 3 tháng sau lễ khởi công, địa điểm tổ chức buổi lễ bên bờ sông Mekong đã bị bỏ hoang. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo D với bản tin. Campuchia khó khăn với dự án kênh đào Funan Teco vì thiếu vốn từ Trung Quốc. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời Báo .d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất.